Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì đây là một cái trường hợp mà các bạn cần lưu ý nè. Nghĩa là mình vừa vẽ xong một cái cột không. Cột này á là có cái tiết kiệm um, là 200 x 400. Và các bạn nhìn thấy là ở đây là mình đang thiết lập của nó là mình coi phần vật liệu là structure này nha. Thì mình đang thiết lập ở cái phần mà setting là đang màu đỏ này. Rồi cái phần mà surface bottom ạ là thấy cái vật liệu này và thấy màu đỏ luôn có nghĩa là for ground có nghĩa là nhìn từ trên xuống không có chưa cắt qua thì mình đã thấy nó màu đỏ rồi rồi lúc mà cắt qua cũng thấy màu đỏ luôn nhưng mà trong này là mình chưa thấy nha trong này là hiện tại là mình đang ở cái tầng hầm luôn này mà chưa 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 thấy cái cột nó màu đỏ thì làm sao thì các bạn nhìn vào đây nhìn vào cái bên uh, property này nha đó các bạn thấy đang ở trạng thái là discipline này là đang mechanical này có nghĩa là đang thể hiện ở cái không gian này là không gian cơ điện còn trong khi mình vẽ này là không gian này gọi là không gian kiến trúc à, kết cấu đồ đúng không nó mình phải chuyển lại nha mình phải chuyển cái mặt này này thành là architecture đó lúc này là hiện là màu đỏ là thấy chưa hay không lưu ý chỗ này quan trọng nha cho nếu mà các bạn để mặt trên micro là các bạn không thể thể nào mà vẽ hoặc là thể hiện hoặc là, hoặc là chỉnh sửa gì được hết ok bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha